Nếu bạn đang muốn tăng thu nhập trong thị trường tài chính, hãy trở thành đối tác liên kết với SM cùng ưu đãi độc quyền như hoa hồng cạnh tranh, không giới hạn lên đến 25 đô mỗi lot, tài liệu sản phẩm miễn phí. Trở thành đối tác của SM, nền tảng giao dịch uy tín và tăng thu nhập ngay. Nếu như các bạn đã từng chơi tựa game Temple Run á, thì đây là một cơ chế tương tự ha. Trong video này, mình mang đến với các bạn một tựa game đua xe. Và tựa game này mang tên là Racy One, được phát triển bởi Bitmod ha. Bitmod là một hệ sinh thái GameFi. Hiện tại thì ngoài Racy One ra, Bitmod còn phát triển thêm là MidLab cũng như là MidTV. Racy One là một trò chơi đua xe kiếm tiền miễn phí. Các bạn sẽ nhận được một NFT, đó là một nhân vật robot. Và nếu như các bạn muốn đầu tư thì các bạn có thể mua thêm các NFT khác ha. Ngoài ra thì mình còn có thêm các item ha. Thì những cái item này nó sẽ là những cái kỹ năng của nhân vật của các bạn ha. Item thì nó bao gồm là vũ khí tấn công cũng như là những cái món phòng thủ ha. Hiện tại thì Racy One cho phép các bạn chơi ở trên nền tảng mobile cũng như là trên PC luôn nha. Nếu như mobile thì bạn sẽ tải app về chơi, còn chơi trên PC thì bạn sẽ chơi trực tiếp trên web luôn nha. Thì đây là một cái hình ảnh mô phỏng về cái trận đua của chúng ta. Thì nó sẽ có rất là nhiều cơ chế đua nha. Mình sẽ đua với bot cũng như là đua với người á. Thì mình sẽ là mỗi con robot này nè. Và đối thủ cũng là mỗi con robot khác ha. Và mỗi một con robot như vậy nó sẽ có những kỹ năng khác nhau nha. Ngoài ra thì trong quá trình đua thì mình sẽ xuất hiện những cái item. Item này mình sẽ thu thập nha. Mỗi một item thì nó sẽ tượng trưng cho một cái kỹ năng khác, ví dụ như là tăng tốc nè, hoặc là tên lửa để bắn, hoặc là một cái khiên để phòng thủ. Thì nói chung nó sẽ có rất là nhiều cơ chế để mình chơi nha. Thì ở đây nó cũng có những cái video review về game, thì các bạn có thể bỏ thời gian ra để xem. Thì đây là một số cái cơ chế của game ha. Các bạn sẽ trở thành một con robot và chúng ta sẽ đi đua. Ngoài ra thì các bạn còn có thể là xây dựng cũng như là chế tạo cái con robot của bạn. Và con robot của bạn tên của nó là Midbot ha. Ngoài ra thì các bạn có thể mở khóa thêm nhiều cái quyền năng của con Midbot của bạn nữa, tức là tăng thêm cái khả năng của nó nữa ha. Thì đây là thông tin về mỗi con robot cơ bản nè, gồm có đầu nè, rồi cánh tay, vai, các thứ ha. Mỗi một con robot thì nó sẽ có những cái chỉ số khác nhau nha. Và số liệu của nó là cái tốc độ tối đa của nó, cái mức tăng tốc cũng như là độ bền và sức mạnh. Nói chung là mỗi một con nó sẽ có những cái chỉ số khác nhau ha. Và sẽ không có con nào là tuyệt đối các bạn. Mỗi con nó sẽ có những cái phần ưu điểm khác nhau và phần nhược điểm khác nhau. Các cấp bậc cũng như là quyền hạn của con Midbot. Và mỗi Midbot nó sẽ có cái mức hiệu suất và cái những cái sức mạnh khác nhau. Và mỗi con Midbot nó sẽ kèm theo những cái item khác nhau nha. Những cái item này là những cái thẻ tăng sức mạnh ha. Bao gồm là giúp cho bạn tăng tốc này, hoặc là nó sẽ có cái khiên phòng thủ, hoặc là nó sẽ có những cái món vũ khí để bạn tấn công. Về đường đua đó là Midbot Trial Arena, nó sẽ có nhiều đường đua nha, và mỗi một đường đua như vậy á, nó cũng sẽ có những cái quãng đường khác nhau. Và đây là cơ chế trò chơi của chúng ta ha. Thì nếu các bạn chơi theo cái cơ chế là B2B, là mình chơi đua với người với nhau á, ngoài ra thì nó còn có cơ chế là đấu trường đua tốt các bạn, và phần thưởng nhận được đó là phần trăm doanh thu của Total Arena. Và đây là những cơ chế mà các bạn có thể chơi ha. Cái đầu tiên đó là về cơ chế đấu trường nè. Thì khi mà các bạn win ở những cái vòng đấu á, các bạn sẽ mang về hai cái token, đó là cái đồng là SUD và cái đồng là MXM ha. MXM là cái token chính của Midmod á. Đối với các vòng đua thử nghiệm á, thì các bạn có thể đua để các bạn làm quen với đường đua ha. Thì mỗi một con NFT á, nó sẽ có những cái chỉ số cũng như là những cái kỹ năng khác nhau nha. Giá nó cũng khá ok các bạn. Ngoài ra thì nó còn có cơ chế là nhân bản Midbot nữa ha. Ngoài ra thì nó có thêm cái cơ chế là stacking ha. Stacking để các bạn có thể kiếm thêm nếu các bạn đầu tư một lượng lớn token của game á. Và chơi như thế nào thì đây nó có một cái video để cho các bạn xem á. Thì mình dành ít thời gian cho mình xem về cái đoạn hướng dẫn chơi này ha. Đây, mình sẽ hóa thân thành những cái con robot này nè. Các bạn sẽ dùng những cái phím di chuyển trái hoặc là phải. Còn nếu mà tăng tốc á, thì bạn sẽ chọn nút lên, còn giảm tốc thì chọn nút xuống ha. Rồi nếu các bạn sử dụng cái item á, thì mình sẽ dùng con chuột mình bấm. Còn nếu các bạn sử dụng trên PC thì bạn sẽ thao tác trực tiếp trên màn hình luôn nha. Và cơ chế chơi nó cũng đơn giản thôi các bạn. Mình sẽ né những cái rào cản và mình sẽ sử dụng những cái item nó hợp lý để chiến thắng thôi các bạn. Ở đây là bộ sưu tập NFT Midbot, tức là những con Midbot này các bạn có thể mua hoặc là bán nha. Nhưng mà khi mà bạn vào chơi game miễn phí á, thì nó sẽ tặng cho bạn một con miễn phí. Thì bây giờ để mình xem là giá của những con Midbot này nó bao nhiêu ha. Đây nè các bạn, nếu các bạn đầu tư vào những con Midbot để bạn chơi á, thì giá nó cũng rơi khoảng 0.053 son thôi. Nói chung giá nó cũng không cao các bạn. Về token của hệ sinh thái là cái đồng là MXM nha. Trong quá trình mà các bạn đua xe thì bạn vẫn có thể thu thập được cái đồng MXM này nha. MXM thì ở thời điểm hiện tại nó đã list ở trên các sàn nha, các bạn có thể lên để mua bán hoặc là trao đổi. Ở đây thì nó sẽ phân bổ thành 7 hạng mục ha. Hệ sinh thái phát triển là 5%, thanh khoản là 4%, phát triển cộng đồng là 6%, những cái chương trình ưu đãi khuyến mãi Europe các thứ là 15% ha, nhà đầu tư nắm 30%, đội ngũ phát triển là 20%,
và kho bạc hay là quỹ dự trữ là 20% nha các bạn. Hiện tại thì các bạn có thể mua cái token là MXM này ở trên sàn Bybit nha các bạn. Và cái phần quan trọng nhất á là chơi như thế nào thì qua cái phần thứ hai mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn nha. Thì tại trang chủ của MixMod á, các bạn vào cái mục là Play to Free nè. Thì đây là trang để các bạn chơi game nha. Các bạn vào cái mục là Play Race One nè. Ở đây á thì các bạn cần phải tạo một tài khoản nha. Tạo đơn giản thôi, các bạn có thể tạo trực tiếp trên ví Solana hoặc là tạo trên tài khoản Google. Thì mình tạo trên tài khoản Google cho nó nhanh nha. Rồi thì ở đây á, là bên trong cái tựa game ha, thì khi mà các bạn vào game á, nó sẽ tặng cho bạn những cái vật phẩm miễn phí ha. Đầu tiên á, đó là một cái hình ảnh đại diện. Thứ hai đó là Midbot, là cái nhân vật mà các bạn chơi á. Thì cái Midbot này các bạn có thể mua ha, hoặc là mình chơi miễn phí cũng được ha. Mua thì nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ có những cái skin khác. Rồi về cái phần deck này là những cái thẻ nha. Ở dưới đây á, thì nó có một là Stacking nè. Thì cái mục này á, dành cho các bạn muốn kiếm thêm nha. Các bạn sở hữu cái đồng token MXM á, các bạn vào đây để stack để kiếm thêm nha. Thì đây nó sẽ hiện thông tin về pool nè, cũng như là phần trăm nè ha các bạn. Các bạn nhập cái số token vào thì nó sẽ hiện phần trăm mà các bạn muốn tắt và kiếm được lợi nhuận là bao nhiêu ha. Thì cái mục này á, dành cho các bạn đầu tư cái đồng là MXM thôi nha. Còn mà không có đầu tư thì không cần quan tâm tới cái phần này. Cái mục là Invite Friend á, thì đây á, nó sẽ cấp cho bạn một cái mã giới thiệu. Cái link này cho những người đăng ký mà họ chơi á, thì bạn sẽ kiếm được là 75 cái đồng là SUD nha. Đây là token của Racing One đó các bạn. Lấy cái link referral này để mời người ta chơi nha. Hiện tại thì chơi miễn phí thôi, nhưng mà mình vẫn kiếm được token sàn nha. Thì nói chung nó cũng chỉ có những cái đơn giản như vậy thôi ha các bạn. Ở đây á thì nó sẽ hiện thông tin về cái token shop của mình nè, là cái đồng là SUD á. Còn cái thứ hai nữa đó là Gipbot. Thì cái đồng là SUD này ở thời điểm hiện tại là các bạn có thể mua được rồi nha. Giá của nó nè, 300 đồng á thì mình mua với giá là 3 đô 3 ha, 600 đồng là 6 đô 6, 900 đồng là 9 đô 9. Thì các bạn có thể dùng cái đồng SUD này á để nâng cấp các vật phẩm ở trong game ha. Nói chung là cái đồng này á mình chơi game thì nó sẽ gớt ra, hoặc là các bạn có thể mua ở trên sàn này ha. Mình sẽ lấy cái đồng là MXM, mình đổi cái đồng là SUD nha, với tỷ lệ đổi là 1:10 nha các bạn. Ok thì bây giờ chơi game đơn giản thôi, các bạn vào cái mục là Play Now nè, nó sẽ dẫn đến cái trang này á, nó sẽ có hai hình thức chơi nha. Đó là Player to Player, là các bạn sẽ chơi với người chơi. Thì chơi với người chơi á, mình sẽ có một cái lượng là SUD để mình cược để mình chơi nha. Nếu mà người ta thắng á, thì bạn sẽ mất cái số tiền SUD. Còn nếu mà bạn thắng á, bạn sẽ kiếm lại được cái phần đó. Còn cái thứ hai nữa là cơ chế là Player to Phantom Bot, là mình sẽ đánh với bot nha. Thì lời khuyên của mình á, nếu như lần đầu các bạn chơi hoặc là các bạn chưa có kỹ năng á, thì bạn nên chơi cái phần là Player to Phantom Bot nha, để bạn có thể chơi mượt hơn. Thì bây giờ mình sẽ vào cái phần thứ hai á, là cái phần training á. Tiếp đó thì bạn sẽ chọn là Play Now để mình vào game nha. Hiện tại thì mình sẽ chơi trực tiếp ở trên web luôn ha. Còn nếu các bạn chơi trên điện thoại thì bạn tải app về chơi nha. Thì đây là một cái đường đua mà mình sẽ đua nè các bạn. Đây là con robot của mình nè ha. Đây là thông tin về vòng đua nè. Mình sẽ trải qua 3 cái vòng đua nha. 3 vòng đua ở thiện trên đây nè. Thì đây là những cái item mà mình kiếm được ha. Một cái tên lửa nè. Mình sẽ chữ lên nha. Nếu mà mình gặp được nó vượt mặt mình thì mình bắn đó. Nhưng mà nó có một cái khiên nè các bạn, cho nên là mình không có bắn được ha. Nhiệm vụ của mình á, là mình sẽ thu thập nhiều cái item. Còn đây là một cái khiên bảo vệ nè. Trong quá trình chạy á, thì mình sẽ gặp những cái vật cản ha. Mình sẽ né những cái vật cản đó. Và nó có thêm những cái phần tăng tốc ha. Mình vừa bị bắn nè các bạn. Đó. Các bạn nên chơi những cái vòng này ha, để bạn làm quen hơn về cơ chế rồi thu thập item. Mình né skill các thứ ha. Đó, mình bắn được nó nè các bạn. Nó vừa té nè. Đó. Mình sẽ thu thập và mình né những cái vật phẩm này. Đó. Các bạn có thể dùng chuột để mình gãi đinh các thứ ha. Đó. Nói chung là có cái gì thì mình bấm cái đó nha. Để mình chiến thắng. Đây mình qua được một vòng nè các bạn. Mình còn 2 vòng nữa nha. Một cái vòng game như vậy mình sẽ trải qua là 3 vòng đua nha các bạn. Đây để mình gãi đồ cho nó nè ha. Nó sắp vượt mình nè các bạn. Để mình lấy cái skill bảo vệ ha. Lỡ mà nó có bắn mình á, thì mình cũng không sao. Thì mình có canh ha. Thì một vòng đua như vậy nó rơi khoảng tầm 2 phút hơn nè các bạn. 2 phút hơn cho tới 3 phút thôi. Nó cũng rất là nhanh đó các bạn. Đây ha. Khi nó gớt những cái này thì mình sử dụng ha các bạn. Mình chừa cái tên lửa là nha. Khi nào mà nó vượt mình á, mình bắn nó. Để cho nó té. Đây nó bắn mình nè. Nhưng mà nó chưa vượt được mình ha. Đây. Nói chung là trò chơi này nó cũng đơn giản nè bạn, mình chỉ có di chuyển qua trái hoặc là qua phải. Còn tăng tốc thì bạn sẽ chọn nút lên nha. Rồi trong quá trình đó thì mình gãi những cái skill này nè, mình chữa tên lửa rồi nha. Mình gãi hết những cái phần này ha, cái này bảo vệ mình lấy luôn nè. Lỡ mà nó có bắn mình thì mình cũng không có bị té nha. Đây mình vượt nó một khoảng các bạn. Đó nó sẽ có những cái chướng ngại vật nha.
cái tên lửa này mình sẽ chừa lại nha, khi nào mà nó vượt mình thì mình bắn đó. Đó, bạn thấy cái game nó cũng easy ha. Nhưng mà ở đây là mình chơi với bot nha, thì nó sẽ hơi dễ, nhưng mà chơi với người thì chưa chắc nha các bạn. Nhưng mà để chơi với người thì bạn cần phải luyện nha. Rồi, để mình hoàn thành cái vòng game này các bạn nhìn cái đường đua dưới đây ha, cái bản đồ dưới đây nè. Thì mình đã vượt nó một khoảng đó các bạn. Đó, đây là cái bảo vệ nè ha, mình sẽ sử dụng nè ha, gần tới đích nè các bạn. Mình chỉ cần di chuyển trái, di chuyển phải thôi các bạn. Rồi, đây là vòng đua cuối cùng mà mình win nè các bạn. Ha, một vòng đua như vậy nó rơi khoảng 2 phút cho tới 3 phút thôi các bạn, cũng rất là nhanh ha. Nhưng mà mỗi một vòng đua như vậy nó sẽ có những cái cung đường khác nhau nha. Còn ở cái mục là mình trending á, thì nó sẽ có những cái cung đường cơ bản thôi. Rồi, khi mà ok thì mình chọn return ha. Nếu các bạn chơi cái cơ chế là trending á, thì mình sẽ không có được những cái gì hết trơn nha. Còn các bạn chơi cái cơ chế là player to player thì mình mới nhận được cái đồng là SUD nha các bạn. Cái phần check này, đây là những cái nhiệm vụ mà các bạn có thể làm để kiếm thêm nha. Giống như là nhiệm vụ đăng ký tài khoản nè. Rồi đăng ký một tài khoản qua mobile, rồi mở khóa trong vòng 5 ngày, chơi trong vòng bao nhiêu ngày các thứ thì bạn sẽ nhận được token ha. Thì nếu các bạn chiến thắng một cái vòng là PvP á, các bạn sẽ kiếm được là 50 cái đồng Razer. Ok, thì như vậy mình cũng đã hướng dẫn các bạn chơi tựa game Race One. Đây là một game NFT miễn phí, thể loại đua xe, và các bạn có thể chơi để kiếm cái token là SUD ha. Thì hiện tại tỷ giá đổi là 10 SUD thì các bạn đổi được một cái đồng là XMX nha. Thì từ cái đồng là XMX á, các bạn có thể đổi ra được là USDT ha. Hiện tại thì nó đang cho mình chơi miễn phí ha. Còn nếu các bạn muốn đầu tư á, thì bạn có thể mua thêm các NFT. Thì giá NFT nó cũng rất là rẻ các bạn, thì tùy các bạn nha, các bạn muốn đầu tư thì mua thêm, còn không thì thôi. Ngoài ra thì nó còn có thêm cái cơ chế stacking để các bạn kiếm thêm ha. Và nếu các bạn cảm thấy cái video này hữu ích thì đây là một lượt like, một lượt share và một lượt comment để giúp cho kênh của mình phát triển hơn nhé.